chả trong huyết quản chúng ta là dòng máu thích chính phủ. Phải quan sát nó, phải ve vãn nó, chờ khi nó đuối sức và mệt lả đi thì lúc đó ô la la ô la la. Mi, tôi muốn hỏi cô điều này, cô trả lời thật lòng nghe. Dao. Mày giả mạnh. Cậu có biết hôm nay cậu đã làm cái gì không hả? Anh Hoàng. Quán Nico gần bệnh viện Hạnh Phúc. Chúc mừng bác sĩ Phạm Hoàng Nam đã quay trở lại khoa ngoại nhi. Bác sĩ lớn, chúc mừng cậu. Chúc mừng người hay gây họa và là người thoát hiểm ngoạn mục nhất của bệnh viện Hạnh Phúc. Lớp. Cái này giống cái hồi xưa, cái hồi mà cái lúc mình mới vô cái tiệc khoa ngoại á. Bậy rồi, xưa khác giờ khác, quá khứ khác, tương lai khác, hiện tại khác, không có gì giống nhau hết á, không? Chị, hôm nay vui quá, cho điều dưỡng Hạnh được nói một vài lời được không ạ? Hạnh rất là vinh dự khi được làm việc trong khoa ngoại nhi, chung với lại một vàng bác sĩ tài năng, bác sĩ Vi, bác sĩ Hiệp, bác sĩ Mi, vô, bác sĩ Long, bác sĩ Tuấn. Và đặc biệt là bác sĩ Nam. Vô. Cái này là tất cả mọi người chuẩn bị cho em á. Em phải ăn hết cho chị. Em ăn hết chỗ này hả? Đó. Ăn đi. Cảm ơn mọi người. Mà cho hỏi xíu nè. Cái làn gió nào làm cho anh đưa bọn em tới cái nơi mà cái gu nó cũng hơi lạ ha? Thì lâu lâu mọi người phải đổi gió một tí chứ nhở? Vâng, thì ngồi bên kia mãi rồi, hôm nay đổi qua đây. Với cả tôi mang món quà đến cho mọi người mà. Mọi người có thích không? Quá trời! Chào mừng
100% á. Anh Hoàng. Sao đó? Sao nói không đến mà vẫn đến? Tôi đến để coi mọi người xài hết tiền của tôi chưa? Tất nhiên là hết sạch rồi. My, tôi muốn hỏi cô điều này, cô trả lời thật lòng nha. Ok. Cô thấy tôi có sáng suốt và tỉnh táo không? Có. Anh rất sáng suốt và tỉnh táo. Và đó chính là lý do mà anh khiến mọi người sợ và tránh xa anh đó. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi điều này? Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút. Một phần là do bác sĩ Nam, còn một phần là một điều mà tôi không thể nói được. Tại sao là không nói được? Chỉ liên quan tới khoa ngoại nhi thôi. Ồ. Mà nè, từ nay hãy thay đổi cách ứng xử với tôi đi. Nhớ đó. Sao anh dìm tôi dữ vậy? Tôi nói cho anh biết nha, dù sao cái hành xử của tôi nó cũng ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Không phải muốn đổi là đổi được đâu. Nhưng mà cách ứng xử của cô á làm tôi khó chịu. Đôi lúc tức điên vì cô luôn đó. Thì anh cũng vậy thôi. Anh cũng khó chịu khó ở giống như ai thôi. Kêu đổi thì cứ đổi đi. Tôi vừa mới phát hiện ra một điều nha. Cái lý do mà anh khó chịu khó ở là vì anh đến tuổi rồi đó. Lương lẹo. Vào chơi với mọi người đi. Anh không vô hả? Vui lắm á. Mọi người chơi vui thiệt. Uống quá trời. Tôi vô nha. Ừ. Bye. Có điều này tôi muốn nói với cậu. Có chuyện gì vậy anh Tuấn? Xin lỗi vì những điều mà tôi đã làm với cậu. Cậu rất good. Cậu hiểu good là gì không? You're a good doctor. Tôi nể cậu. Cẩn thận. Không ngủ đâu, đang vui mà. Bác sĩ lớp. Đi mua bia đi. Không có thì đi mua cho chị đi. Bia rượu gì cũng được. Đi. Nhớ mua bánh kẹo nhung nha. Mời ngon. Dạ. Chị ơi, bia. Bia. Yeah.
Thiên Hà hát từ từ thôi em, thư giãn rồi hát lại nhé. Thiên ơi, con hát vậy năm sau ra nước ngoài hát được, tập trung vào con. Cho con uống nước. Con uống đi. Với trường hợp này tôi nghĩ chị phải đưa bé đến khoa tai mũi họng. Có người giới thiệu với tôi, cậu là bác sĩ giỏi nhất ở đây, cho nên tôi tìm đến. Nhưng mà nhìn cậu còn trẻ quá nhỉ. Chị có muốn tôi giới thiệu tới một vị giáo sư lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm không? Tuổi tác cũng là một vấn đề không thể yên tâm. Nhưng mà thôi, không cần thiết đâu. Chú khám cho con nha. A, à, con nói A đi. A. 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 Mô màng bị viêm, tôi nghĩ là sưng tấy ở bên trong. Nè chị, trước giờ bé có bị trường hợp này bao giờ chưa? Cháu bị một hai lần gì đó, nhưng mà uống thuốc kháng sinh thôi. Tôi nghĩ là do bé luyện thanh nhạc nhiều á, cho nên là thường xuyên bị viêm họng. Thôi bây giờ cứ tiến hành xét nghiệm máu và kiểm tra CT vùng cổ. Dạ, yeah. Nhưng mà có cần phải kê thuốc kháng sinh không anh? Cứ tiến hành trước đi đã. Dạ, yeah. Bác sĩ giúp tôi điều trị nhanh nhất có thể cho bé, tại vì con tôi chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì cháu tiếp tục huấn luyện tập rồi. Cứ chờ có kết quả đã. Sau khi có kết quả gọi bác sĩ Nam tới đây. Bộ em không thấy mệt hả? Dạ không, em thấy bình thường à. Với lại em cảm thấy vui hơn á. Chị quyết định rồi, kể từ ngày hôm nay trở đi chị sẽ không uống một giọt rượu nào nữa. Còn em? Dạ. Em cũng đừng bao giờ uống nữa, uống nhiều mà không có xỉn, tốn tiền lắm. Cái mùi rượu của chị với lại mùi nước hoa. Thôi. Hãy giới thiệu cho tôi những bác sĩ ngoại nhi giỏi nhất. Tất cả bọn họ sẽ trở thành những đối tượng mà bệnh viện chúng ta sẽ mời về. Tại sao đơn thuốc của bác sinh lại bị dừng? Tại tiền viện phí chưa được thanh toán. Vậy có ai đã gọi cho quỹ bảo trợ cho em chưa? Đã báo cáo rồi, nhưng mà chắc bên đó gặp trục trặc nên chưa giải quyết được. À mà cô Hạnh, nghe nói là bé sinh cũng thuộc diện được nhận trợ cấp xã hội mà. Đúng, nhưng mà hồ sơ chưa hoàn tất cho nên chưa được nhận hỗ trợ. Quá đáng. Vậy còn cô nhận được chưa? Nhận gì? Lương tháng này á. Chị, cô về đóng giùm bé sinh đi. Nói thiệt á, lạnh quá. Chua. Lúc nhỏ em có được nhận tiền hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật. Từ lúc đó thầy Phúc mỗi lần nhận được tiền thì chuyển vào sổ tiết kiệm cho em. Em cũng còn một khoản. Hết bao nhiêu tiền để em thanh toán tiền viện phí cho bé sinh cho. Ok, để em tính cho. Sao mấy bữa nay em không lèm bèm đòi xuất viện nữa đi? Chứ như hồi trước là cứ cách 5 phút là em bắt chị phải cho em xuất viện lần mà. Thực ra em cũng đã biết sợ rồi. Em sợ là bị nhiễm trùng trở lại. Em sợ vậy là đúng rồi đó. Em phải ở đây thì chị mới yên tâm đi làm được, hiểu không? Ráng đợi thời gian thôi, sắp tới kỳ nối ruột rồi. Dạ. Mà chị, nếu mình phẫu thuật là chi phí là tốn kém đúng không? Đó là chuyện của chị. Đã nói là không lo mấy chuyện đó nữa mà. Bé Hà. Bé. Nhớ uống thuốc đúng giờ nha, chị đi làm á. Dạ. Dạ. Anh xin đâu? Anh còn hay đó làm cái gì? Không đuổi theo đi. À, chị em khó chịu á. Câu cư xử như vậy là tốt. Tốt nhất nên đứng ở đây, đừng đi theo. Chắc chắn bé Hằng sẽ khó chịu.
đàn ông không bản lĩnh, thiếu bản lề, nhạt nhẽo. Ai cũng hiểu được như chúng mình thì tốt biết mấy ha. Lại là cái tên gián điệp đáng ghét này. Tay trong hả? Định gài tôi nói những điều không hay ho về củ khoai mỡ đó nữa chứ gì? Nếu tôi không làm thì cô Hạnh đang đứng ở đây. Không có. Chuyện bữa trước chú còn giận con đó nha. Thôi được rồi, con xin lỗi chú chuyện bữa trước. Chú đừng có giận con nữa được không? Bây giờ chú giúp anh Long nha. Là sao? Thì tại vì chú là chuyên gia hàng đầu mà. Wow, thì ra đây là chuyên gia hàng đầu cô đơn 40 cái mùa xuân á hả? Anh không cần sự tư vấn từ người này. Cậu trai trẻ, đừng đánh giá một con người qua 40 năm cuộc đời người ta. Hãy để những thành tựu xung quanh người ta đạt được đi. Với lại tôi cũng không có nhu cầu giúp đỡ ai để làm cái gì cho phiền phức tấm thân ha. Thôi thì cứ mặc kệ mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Cứ để chị Hằng đi ra ngoài đó, rồi sa ngã vào vòng tay của một chú cuội nào đó. Tết dương lịch, Tết âm lịch không phải là cái Tết ám ảnh nhất cuộc đời cậu đâu, mà là cái Tết Trung Thu. Bây giờ chị Hằng mắc đi đốt đèn với chú cuội rồi. Bye bye nha. Thôi mình giúp em đi. Ủa nãy nghe tiếng gì ai ta? Em Long bất lực, nhờ anh Minh dạy bảo. Long mà, biết suy nghĩ, biết xin lỗi vậy là tốt. Anh cũng tiếc gì với em một hai pha kinh nghiệm. Ngồi xuống đi. Mọi người hãy chú ý vào đây. Đây có thể là một đêm duy nhất của tất cả chúng ta. Cùng nhau lắng nghe nhé. Bây giờ đây là kinh nghiệm sống tôi đã đúc kết được. Tại sao? Tại sao trách nhiệm của phụ nữ chỉ là hái lượm, còn chúng ta là đàn ông chúng ta lại săn bắt? Bởi vì chả trong huyết quản chúng ta là dòng máu thích chinh phục. Bởi vậy cậu đó, một khi đã thích một con mồi nào đó thì cậu phải quan sát nó, phải ve vãn nó, chờ khi nó đuối sức và mệt lả đi thì lúc đó ô la la ô la la. Bởi vì tôi nói cậu đó Long mà, là cậu đó chủ động lên. Cậu thích bé Hằng thì cậu lựa một thời điểm nào đó cậu tiếp cận nói chuyện với người ta. Cậu hỏi thăm người ta cũng được, cậu hỏi người ta hôm nay ăn gì cũng được, muốn hỏi cái gì cũng được. Thậm chí cậu có thể bịa đặt một câu chuyện rằng cô ta đang bị một loại virus nào đó và cậu phải vào phòng xét nghiệm với cậu. Vô phòng thí nghiệm em với Hằng. Đúng. Lúc đó chỉ có em, bé Hằng và một mớ kim tim hỗn độn thì ô la la ô la la. Cậu muốn trở thành gì mà không được? Cậu muốn trở thành một người bác sĩ tốt, biết quan tâm bệnh nhân cũng được. Muốn trở thành một thằng đàn ông, biết ga lăng, biết yêu thương cũng được. Face to face, một đối một. Thể thức solo này thì chỉ cần một cái tóc biến và thêm một cái bọc phá ra thôi thì tình cảm của cậu sẽ tràn trề. Ô la la ô la la. Ô la la ô la la. Ô la la ô la la. Trời ơi, con tưởng chú chị cái gì hay lắm, chú nói tiền mấy cái tào lao không à? Tào lao? Hai người nghe con nói nè, với con gái hai người phải nắm thật chuẩn xác những thứ mà cô ấy cần và muốn, hai người hiểu chưa? Ờ, đang cần, đang muốn. Ờ ha, cảm ơn con gái. Ủa là lao là la. Ô la la ô la la. Ha ha. Ô la la, cần cái gì? Cần gì? Muốn gì? Hạnh à, chỉ cần chút em đến đây và em nói rằng em hảo cái mùi dầu thơm này thì ô la la, quà của em đây. Surprise. Tuyệt vời.
Minh. Hả? Có ngửi thấy mùi gì không? Chắc là Minh đang ngửi được cái mùi mà Hạnh đang ngửi á. Nó khó hửi phải không? Hả? Nó kỳ cục lắm phải không? Sao nghe nhức đầu dữ vậy? Là sao? Sao nãy giờ anh ngồi đây anh không thấy mệt hả? Hả? Cái mùi giống như là mùi chai xịt phòng vậy đó. Thua cái mùi lông não nữa đó cha. Hồi nãy có một vị khách đi ngang quầy làm đổ chai nước hoa, nên chắc có lẽ là cái mùi nước hoa nó còn lẫn khuất đâu đây. Cái mùi này là mùi nước hoa hả? Ờ. Trời ơi, thôi, thà cái mùi này tôi xịt cồn còn sướng hơn cha ơi. À, Hạnh à, có quá đáng lắm không? Chứ cái người phụ nữ nó nhìn cũng sang trọng lắm. Tôi nghĩ đây là một cái loại nước hoa cao cấp á. Đắt tiền, bà nội tôi chứ đắt tiền. Ôi ôi, nghe là biết rẻ tiền rồi. Tôi nói thiệt với ông á nha, ai mà tặng tôi cái chai này tôi mở cái nắp lên, tôi đút vô cái lỗ mũi cho biết cái cảnh. Làm gì vậy? Hả, sợ lỗ mũi nó bị bự. Trời ơi trời, thôi. Ngồi đây làm việc đi nha, tôi đi. Chịu hết nổi rồi. Trời. Quá đáng vậy trời. Bỏ công bỏ sức ra tốn tiền mua tặng, nói chai vô thơm người ta thua chai lông não. Ê, bớt tính ăn cắp vặt lại nha. Đưa cái chai vô thơm này. Gì? Trời, vậy mà nó cũng dính được. Hay thiệt. Trời, cái nắp nó bung luôn. Không phải đồ giỡn tôi mới sợ. Tặng luôn nè. Ủa, anh Hoàng cho Nam cùng tham gia luôn hả? Anh nói cái lúc mà khám cho Thiên á. Đây là những vết sưng tấy thường gặp, mà hình như vị trí có hơi khác một chút. Đúng, tôi cũng thấy đây chỉ là vết sưng tấy do viêm hạch gây ra thôi. Với lại xung quanh tuyến giáp chạng cũng có hiện tượng viêm nữa. Đa số mọi người sẽ chẩn đoán do viêm hạch cổ hoặc là viêm tuyến giáp trạng. Nhưng mà về lâm sàng, cả hai trường hợp này đều sai. Phạm Hoàng Nam. Dạ. Cậu nghĩ sao? Có phải bệnh nhân có tiền sử là bệnh viêm họng, cổ họng hay khàn, và khi nuốt thì đau không? Đúng. Đây là viêm rò xoang lê. Cậu nói gì? Viêm rò xoang lê hả? À đúng rồi. Trước đây có một nghiên cứu sinh chuyên ngành tai mũi họng có thực hiện luận án về vấn đề này rồi. Tức là sao? Rò xoang lê là bệnh bẩm sinh hiếm gặp, thường làm viêm nhiễm đường hô hấp ở trẻ em. Rò xoang lê sẽ làm viêm họng, làm đau nhức vùng tuyến giáp trạng. Điều trị nội khoa là điều trị không triệt để. Nếu mà tình trạng nghiêm trọng thì có thể sẽ làm viêm tuyến giáp trạng. Với triệu chứng lâm sàng như vậy, có đủ để chẩn đoán chưa? Để chắc chắn, cần phải dựa trên tiêu chuẩn vàng, đó chính là nội soi tìm thấy lỗ gò ở vùng đáy xoang lê. Vậy thì có thể phẫu thuật những lỗ ổ mũ hay không? Cũng được, nhưng mà phương pháp này cũng không triệt để, tại vì phạm vi viêm nhiễm rất lớn, cho nên trong quá trình phẫu thuật có thể làm tổn thương đến thần kinh. Vậy theo cậu, trường hợp này phải thực hiện kiểm tra như thế nào? Cần tiến hành để chụp thực quản, có uống thuốc cản quang. Trên phim CT thì vùng tổn thương đã lan tới tuyến giáp trạng. Thế vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? À, phương pháp điều trị triệt để là phải phẫu thuật để tìm thấy và loại bỏ đường rò và gây sơ hóa lỗ gò. Không loại trừ trường hợp phải cắt bỏ tuyến giáp trạng, nhưng mà chúng ta cần phải xác nhận lúc phẫu thuật. Nếu nhìn từ hình dạng của vết rò, vậy thì cổ họng cũng có thể bị thương. Nhưng mà trong quá trình phẫu thuật, chúng ta cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ làm tổn thương đến dây thần kinh quạt ngược. Như vậy thì bệnh nhân sẽ bị khàn tiếng và cũng có thể là sẽ không còn hát được nữa. Ừ, Bình Nhi là một ca sĩ nhí nổi tiếng, hơn nữa còn sắp đi du học nữa. Tôi nghĩ đây là một ca khó đó. Không được thấy ca khó mà rút lui. Mọi người cần phải tập trung, rõ chưa? Dạ. Trong một số người có thể chẩn đoán chính xác căn bệnh này, chỉ có một mình Phạm Hoàng Nam. Mà chẩn đoán chính xác thì mới có thể làm phẫu thuật chính xác được.
Tại sao phải phẫu thuật? Tuần sau chúng tôi bay qua Đức rồi. Tại vì cháu bé nên chúng ta phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Tình trạng sức khỏe đang tệ dần, khi mà dây thanh âm vẫn hoạt động cường độ quá cao. Thưa bác sĩ, sau phẫu thuật bao lâu thì con tôi có thể hát lại bình thường? Sau phẫu thuật có thể ảnh hưởng tới âm cao. Cậu nói cái gì? Bé có thể không hát âm cao được nữa. Tại sao bác phải phẫu thuật trong khi tương lai của con tôi vẫn bị hủy hoại? Kìa mình tính. Anh chị, nếu không phẫu thuật liền thì sẽ không có cơ hội nữa. Thưa bác sĩ, nếu không phẫu thuật còn phương án nào khác không? Để điều trị triệt để chỉ có cách phẫu thuật thôi. Khỏi đi, chúng tôi sẽ ra nước ngoài để điều trị. Tôi không thể tin được các người. Kìa Minh. À, xin lỗi bác sĩ. Kìa Minh, bình tĩnh. Minh. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ, nhưng mà hành động suy nghĩ như vậy thật sự quá đáng. Họ có quyền tự do của họ, chúng ta không thể quyết định được. Em à, nếu bây giờ đi qua nước ngoài thì cũng phải tốn thời gian tìm bác sĩ, tìm bệnh viện. Như vậy bệnh tình của Thiên sẽ ngày một nặng hơn. Dù sao thì cũng không thể điều trị ở đây. Anh biết là bệnh này không nhất thiết phải phẫu thuật non gì. Anh biết điều đó, nhưng sức khỏe của Thiên mới là quan trọng. Anh à, anh bị điên rồi sao? Anh có biết là chịu biết bao nhiêu khổ cực chúng ta mới có được ngày hôm nay. Chúng ta cũng đầu tư rất là nhiều thứ rồi, con nó sắp thành công rồi mà. Anh biết điều đó, nhưng bây giờ sức khỏe của Thiên mới là điều quan trọng nhất. Từ lúc 4 tuổi, con mình nó đã hát rồi. Chính vì vậy mà âm nhạc sẽ là tất cả đối với nó. Nghe anh nói nè, trước mắt chúng ta cứ cho Thiên nhập viện đi đã, chưa bàn tới vấn đề phẫu thuật. Rồi mình sẽ nói bác sĩ theo dõi bệnh tình của Thiên, rồi vợ chồng mình quyết định sau nha. Gia đình của họ không chịu phẫu thuật nên chúng ta phải tạm dùng thuốc kháng sinh để điều trị. Nếu họ cứ kiên quyết không chịu phẫu thuật thì sao? Chúng ta chỉ có thể thuyết phục, còn quyết định là nằm ở họ. À, cảm ơn anh đã cho Nam phát huy năng lực của mình nha. Tôi chỉ kiểm tra cậu ta lần cuối thôi. Lần cuối là sao? Tôi sẽ chuyển cậu ta qua khoa nội nhi. Khoa nội nhi á? Với nền tảng lý thuyết và biệt tài chẩn đoán của cậu ta, tôi nghĩ ở đây cậu ta có thể phát triển. Trước đây tôi cũng đã gợi ý cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ cố chấp chỉ muốn là bác sĩ khoa ngoại nhi thôi. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất của tôi rồi. Tôi chịu, cũng không biết khuyên bằng cách nào nữa. Với Phạm Hoàng Nam, trở thành một người bác sĩ là một điều may mắn. Và tôi đã sang khoa nội nhi để tìm hiểu. Ở đó mọi người hoan nghênh Nam. Biệt tài chẩn đoán của cậu ta nhất định sẽ phát triển ở khoa này. Hay là cô khuyên cậu ta thêm đi. Hạnh, tặng nè. Gì vậy? Kem dưỡng da. Chị, hôm bữa vô tình tôi thấy cô Hạnh tắm cho bé sinh, da mặt của Hạnh thô ráp, khô, xấu lắm, nên tôi đã âm thầm đặt mua hũ kem dưỡng da này cho Hạnh đó. Cái gì mà vô duyên dữ vậy trời. Ê, từ hồi nào anh trở thành nhân viên chăm sóc da cho tôi vậy hả? Từ ngày hôm đó, từ ngày tôi thấy da mặt Hạnh xấu quá nên tôi mới quyết định tôi hỗ trợ Hạnh. Có hả? Đừng có chọc cái gan của tôi nha. Hạnh à, Hạnh bình tĩnh đi. Tôi có ăn căng hùm, cô không dám chọc gan của Hạnh đâu. Tại vì tôi biết da mặt Hạnh đang xấu như vậy, có nghĩa là gan Hạnh đang yếu lắm, nên tôi không dám chọc gan Hạnh đâu. Thôi đi. Hạnh ơi, giận thì giận, mà sức thì cũng phải sức nha Hạnh. Sao lại anh một mình vậy?
ước mơ của em vẫn là bác sĩ khoa ngoại nhi hả? Dạ đúng. Em chỉ có một ước mơ duy nhất, đó chính là trở thành bác sĩ khoa ngoại nhi. Lúc nãy anh Hoàng có nói việc chẩn đoán chính xác là tiền đề của phẫu thuật chính xác. Vậy thì việc chẩn đoán vô cùng quan trọng, mà về phương diện đó thì em cực kỳ xuất sắc, không có ai bằng em cả. Có phải là chị muốn em dừng lại, không trở thành bác sĩ khoa ngoại nhi nữa đúng không? Không phải là như vậy. Ý của chị là với tư cách của một người đi trước thì chị cũng muốn chia sẻ với em thôi, để xem là bản thân của mình, mình hợp với lại khoa nào hơn. Thật ra thì ước mơ và sở trường là hai cái hoàn toàn khác nhau. Bản thân em biết em tự tin và thành thạo, nhất là dễ so với phẫu thuật. Tuy nhiên ước mơ của em thì em phải thực hiện nó. Dù lúc ăn hay lúc ngủ, em đều nghĩ đến nó. Nó là thứ duy nhất khiến cho em cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này, và em sẽ không bao giờ từ bỏ nó đâu. Anh Phúc, em nghĩ giữa anh và em đang có sự hiểu lầm gì đó. Không hiểu lầm gì hết á. Bộ chị không muốn Thiên phẫu thuật hả? Không, tuyệt đối là không. Sư thầy Phi Phi, bình tĩnh, chúng ta nói chuyện với nhau nha. Nếu vô được thì con sẽ công được em. Con mãi mãi con để em được nữa. Hy vọng. Dạ. Nếu như người ta không cho anh làm bác sĩ thì anh cứ kệ họ đi.